Yum Yum TV. Các bạn ơi, các bạn biết chú tể sơn lâm là loài động vật nào không? Đúng rồi, đấy chính là chú cọp hay còn gọi là chú hổ. Và ngay bây giờ chúng mình sẽ vẽ một con cọp con thật là dễ thương nào. Và bước đầu tiên chúng mình sẽ vẽ phác thảo bằng bút chì. Các bạn ơi, hãy nhớ là bằng bút chì nhé. Chúng mình sẽ vẽ các bộ phận của chú hổ này, rồi một số chi tiết ở trên thân nữa. Và đã xong bước phác thảo rồi, tiếp tục chúng mình sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đấy chính là vẽ nét. Chúng mình sẽ dùng những cây bút mực này, bút dạ hay là bút lông đấy. Tụi mình vẽ lại các nét mà hồi nãy đã vẽ phác thảo, sao cho những cái nét của tụi mình nó mềm mại để tạo thành một chú hổ con, một chú cọp con dễ thương. Đây, ví dụ như mình đang vẽ phần đầu này. Mình đang vẽ phần đầu, cái tai hồi nãy thì một hình tam giác hơi nhọn nhọn đúng không? Bây giờ thì mình uốn một xíu. Rồi ở trên khuôn mặt cũng có một vài cái chùm lông ở trên đầu này, rồi hai bên má nữa. Tiếp tục chúng mình sẽ vẽ tới hai chân trước này. Nhưng mà bạn hổ con, bạn cọp con của tụi mình đang dơ lên. Thế nên là đây, mình sẽ vẽ kiểu như này. Bạn hổ thì có những cái móng chân rất là nhọn luôn. À, mình bật mí nè, các bạn hổ thì sẽ cùng họ mèo đấy. Thế nên là bạn ấy hơi hơi giống bạn mèo này. Chỉ khác là trên bộ lông có những cái đốm, cái bằn thôi. Rồi, chúng mình vẽ tiếp tới phần thân và phần chân. Phần... chân sau này thì to hơn phần chân trước một xíu và cũng có những cái móng chân. Tiếp tục ở đây mình vẽ cho hổ con một cái khoang bụng. Wow, thật là to. Và một chiếc đuôi cong cong này nhé. Các bộ phận trên mặt nào. Chú hổ con, chú cọp con của tụi mình đang há miệng ra. Ui, bạn ấy còn nheo cả mắt lại kìa. Chắc là bạn ấy đang định hù ai đó nè. Tiếp tục, một trong những chi tiết tạo nên đặc trưng của chú hổ hay là chú cọp đấy chính là những chiếc vằn, những chiếc đốm ở trên thân. Đây nào, mình sẽ vẽ những cái chùm lông có màu khác nè. Để xíu nữa mình tô màu lên cho đẹp nè. Trên mặt cũng có, rồi trên thân cũng có. Và cái đuôi nữa.
Và ở đuôi này mình sẽ vẽ những cái sọc sọc như thế này. Và tiếp tục thôi, chúng mình hãy xóa đi các nét chì nhé. Bởi vì hồi nãy mình phác thảo thì hơi lộn xộn một xíu. Và tiếp tục thì tô màu. Chú hổ của tụi mình thì thường sẽ có một bộ lông màu nâu, màu cam, thường sẽ là tông màu đấy. Bây giờ mình tô nha. Các bạn ơi, hãy nhìn ngắm lại thành quả của tụi mình, một chú cọp con vô cùng dễ thương và đáng yêu. Hãy xem thêm nhiều clip trên Zoom Zoom TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Zoom Zoom TV.